Mới đây, tại điểm cầu hội trường Quyện Quỷ và trực tuyến đến 13 điểm cầu các xã thị trấn, Quyện Quỷ Thới Lai tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 cho tất cả cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ Quyện Thới Lai. Tại hội nghị, các đảng viên được nghe lãnh đạo huyện quỹ truyền đạt các chuyên đề, gồm tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, và hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 8 khóa 13, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới. Chuyên đề Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh hạnh phúc